Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 226: Thẩm phụ trở về 3. Thẩm Bình đột nhiên ngắt lời nói, nô tỳ này có thể tra khảo sau, Này ngươi bị nhiễm bệnh đậu mùa, còn không mau đi cách ly, miễn để lây bệnh cho mọi người. Muốn lây bệnh sớm đã lây bệnh, gấp thêm cũng chả làm gì được lúc này tạ thị không chút lưu tình nào nói hai mắt bà trừng tiểu mai xông lên tát cho ả à một phát nói rốt cuộc là ai sai khiến ngươi tiểu mai chỉ liều mạng dập đầu miệng cầu xin tha thứ tạ thị nhìn chán ả à chảy máu lại một chút cũng không đau lòng bà nhìn nữ nhi đứng cách hai thước trên mặt toàn những nốt đỏ rồi nhìn tiểu mai cười lạnh một tiếng ngươi không nói đúng không ta nhớ rõ ngươi còn có gia đình, được, ngươi đã không nói, người đâu, đem tiểu mai cùng người nhà, toàn bộ đều bán đi. Bán càng tiện càng tốt. Ý của bán càng tiện càng tốt đó là đưa đến kỹ viện hạ đẳng nhất, kỹ viện không phải thanh lâu, thanh lâu vẫn là có chút tình người, mà kỹ viện lại là hạ đẳng nhất chuyên tiếp người qua lại. Cô nương ở đó không kể ngày đêm đều không ngừng tiếp khách, ngay cả thời gian ngủ cũng không có, nghe nói đi nơi đó, không đến 3-4 năm, sẽ kiệt lực mà chết. Mà chủ nhân nào muốn bán càng tiện, đãi ngộ sẽ càng kém, còn lại nam nhân sẽ đưa đi khai mỏ, tùy thời có thể sẽ bị chôn sống ở dưới. Đây là phương thức phát mại tàn khốc nhất. Tiểu Mai nghe xong, trợn to mắt nhìn Tạ thị, lắc đầu nói: "Phu nhân, người tại sao có thể tàn nhẫn như vậy?" "Tàn nhẫn? Người đem Vân Khanh của ta hại thành như vậy, người cũng biết tàn nhẫn." Tạ thị trong mắt không có một tia thương hại vẫy tay nói, người đã không nói ra kẻ chủ mưu phía sau, như vậy chính là có kết cục này rồi. Người đâu? Vừa nghe tạ thị nới, biết không còn cơ hội nữa, tiểu mai lập tức dập đầu nói, phu nhân, phu nhân ta nói, ta nói là thẩm bình thẩm đại lão ra cho nô tỳ một bao thuốc bột bảo nô tỳ hạ dược. Đột nhiên một cước đá tới, thẩm bình đá tiểu mai văng vào cửa, khụ ra vài ngụm máu, hắn lớn tiếng trách mắng, lời nói của một nô tỳ các ngươi cũng tin tưởng, đừng ở trong đây kéo dài thời gian. Thẩm Vân Khanh, ngươi là muốn mọi người bị nhiễm bệnh đậu mùa sao? Người đâu, mau mang nàng ta ra ngoài đưa đến chỗ cách ly đi. Tài sản thẩm gia từ nay trong tộc tiếp nhận toàn bộ. Vài nam tử trên tay đã sớm đeo bao tay, bắt đầu xông lên phía trước, tạ thị ở phía trước ngăn cản, còn bị hất ngã, Vân Khanh khóc hô lớn, cha à. Người nếu còn sống, liền nhìn xem, xem bọn họ đối phó chúng ta như thế nào. Người không cần kêu mà có kêu cũng vô dụng, cha người đã sớm chết, chỉ có mẹ con các ngươi ngu mốc đợi hắn trở về. Mắt thấy ý định sắp đạt được, thẩm bình không kiêng nể gì phá ra cười. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng hét lớn, các ngươi dừng tay cho ta. Mọi người đều bị tiếng nói bao hàm đầy tức giận mà dừng tay, chỉ thấy trong đám người, một người trung niên mặc trường bào màu xám đi ra mặt trắng cùng mắt phượng, thoạt nhìn lịch sự nho nhã, nhưng lúc này trên mặt lại toàn là hàn băng. Tạ thị nhìn thấy nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện, một câu cũng nói không nên lời, mắt cũng không nháy nhìn hắn, sợ tất cả trước mắt đều là ảo giác. Mà Lý Ma Ma ở phía sau kích động hết to, lão ra, người đã trở lại. Người xem, những người này bọn họ là muốn chiếm đoạt gia nghiệp thẩm gia A. Tộc trường cùng thẩm bình nhìn thấy thẩm mộ đều nói không ra lời. Lâu như vậy không thấy, bọn họ đều nghĩ thẩm mậu đã chết, ai ngờ thế nhưng hôm nay xuất hiện. Người của bọn họ an bài ở cửa đâu, tại sao lại không có trông chừng, để cho thẩm mậu vào trong phủ, xem ra, vừa rồi mọi chuyện hắn đều nghe được rồi. Thẩm mậu không để ý tới bọn họ, mà đi đến đỡ tạ thị đứng lên, tạ thị lúc này mới kịp phản ứng, nước mắt đều chảy ra, lão ra, lão ra, người đã trở lại người rốt cục đã trở lại. Đối mặt với nước mắt của ái thê, thầm mậu trong lòng chua xót nhưng lúc này hiển nhiên không phải thời điểm thổ lộ nỗi lòng. Ông gật gật đầu, sau đó quay đầu nhìn mọi người đang im lặng nói, ngày hôm nay thật sự để cho ta mở rộng tầm mắt rồi. Thấy hắn không có nổi giận, mà chân tĩnh nói như vậy, ngược lại làm cho tộc trường cùng vài vị trưởng lão có phần ngoài ý muốn, vẫn là tộc trường ra mặt dày, phản ứng mau, lập tức nói, người đã trở lại. Ngươi đã trở lại là tốt rồi, như vậy, thẩm ra tất cả đã có người quản lý rồi. Thẩm Bình hiển nhiên đạo hạnh cũng rất sâu, nhìn thấy Thẩm Mẫu, lập tức tỏ ra thần sắc một thúc thúc tốt, bộ dáng thập phần vui vẻ, ngươi cuối cùng là đã trở lại, mấy ngày này, ta lo lắng gần chết. Dù tuổi tác gần bằng nhau nhưng vai vế Thẩm Bình trên Thẩm Mẫu. Lo lắng ta không chết được a, à, nhưng làm cho các ngươi thất vọng rồi. Thẩm mậu lạnh lùng liếc hắn một cái, trong đầu nhớ lại bọn họ vừa rồi bức bách vân khanh cùng tạ thị, sắc mặt ông càng âm trầm, tay gắt gao nắm chặt thành quyền. Vân khanh đứng ở phía sau, nhìn thấy động tác của thẩm mậu, thật tốt cha đã trở lại, cha rốt cục đã trở lại. Nàng thở phào một tiếng, cha, nữ nhi khổ sợ đợi gần nửa tháng, người rốt cục đã trở lại, nay nữ nhi bị bệnh động mùa, cũng không thể ở nhà lây bệnh cho người khác nàng nói xong đi lên phía trước quỳ gối trước thẩm mậu cùng tạ thị đáy mắt hàm chứa nước mắt thống khổ nói cha nữ nhi bị bệnh đậu mùa không thể ở nhà đi đến nơi cách ly không biết còn có thể trở về hay không chỉ có thể vái lạy người cùng nương ba cái nàng không nói lời nào thì không sao vừa nói khuôn mặt vừa ngẩng lên thẩm mậu trong lòng giống như có một con dao cắt qua nữ nhi của hắn được hắn yêu thương nâng niu giữ gìn như châu báu thế nhưng bị bọn xúc sinh này dùng loại phương pháp ti tiện hãm hại. Hắn nhịn không được vươn tay muốn chạm vào Vân Khanh. Vân Khanh thấy vậy lại vội vàng lui về sau vài bước. Trên mặt đều là nước mắt. Lui một bước không xong. Liền ngồi trên mặt đất. Cha, đừng chạm. Nữ nhi có bệnh đậu mùa. Sẽ lây bệnh cho người. Thẩm mẫu hắn đi tới từng bước. Vân Khanh liền lùi về sau từng bước. Nhìn nữ nhi trong mắt rõ ràng muốn cùng hắn thân cận. Lại bởi vì bệnh đậu mùa mà không dám, lúc này nước mắt thẩm mậu liền chảy ra. Bên ngoài truyền đến thanh âm kêu to, nhốn nháo, một ma ma chạy vào quỳ xuống kêu lên, lão ra, có người của quan phủ đến bắt tiểu thư, nói có người báo, tiểu thư bị bệnh đậu mùa phải đưa đi cách ly. Một đám quan binh như sói như hồ bịt mặt, tay đeo bao thật dày, xông tới liền thấy vân khanh ngã ngồi trên mặt đất, thô lỗ đem nàng kéo lên mới vừa có người đi nha môn báo, nói tiểu thư quý phủ bị bệnh đậu mùa, dựa theo luật lệ đại ung, bị bệnh truyền nhiễm đều phải đi sở cách ly. Bọn họ nói theo phép xong, lôi kéo Vân Khanh ra bên ngoài, tạ thị cùng thẩm mậu đều đi theo, tạ thị đau xót muốn chết khóc hô, không, không, Vân Khanh a à. Vân Khanh, một bước chân không tốt, tạ thị liền ngã ở tại cửa chính, phỉ thúy cùng hổ phách hai người tiến tới, thế nào cũng kéo không dậy được tạ thị đang cực kỳ bi thương. Nhìn tiểu mai ở một bên đang rên rỉ, tạ thị nhào tới đánh, hoàn toàn mất đi bộ dáng dịu dàng ngày thường, bà thật sự là quá tức giận. chương 227, thẩm phụ trở về, 4. Lý ma ma sợ đem tiểu mai đánh chết, lát nữa không người làm chứng, chạy nhanh ngăn chờ bà, tạ thị trong miệng thì thảo mắng, lại nghĩ tới là thẩm bình sai khiến, liền vịn phỉ thúy cùng hồ phách đứng lên, đi đến tiền sảnh thẩm ra, lạnh lùng nói, ngươi thật ác độc, lòng dạ hiểm ác, là ngươi sai người đi nha môn báo, chỉ có ngươi biết Vân Khanh bị bệnh đậu mùa, mới có thể nhanh như vậy kêu quan sai đến. Có thể hại nữ nhi của ta bị bệnh đậu mùa, ngươi là nghĩ muốn gia sản của thẩm phủ sao? Vân Khanh nhà ta là một nữ nhi mà phải chăm lo toàn phủ dễ dàng lắm sao? Vì sao các ngươi muốn làm hại mà lại dùng phương thức này? nay con bé phải đi sở cách ly là chín đường chết một đường sống a. À. Tạ thị mắng to, đem khổ sở nói ra, nàng chỉ vào tộc trưởng, chỉ vào trưởng lão nói: "Các ngươi, một đám đều thừa dịp lão gia gặp chuyện không may muốn đoạt tài sản thầm gia ta, mưu đoạt bất thành liền ngầm là mấy chuyện xấu, các ngươi mà là trưởng bối sao? Mà là trưởng lão trong tộc sao? Các ngươi quả thật là một bọn lang tâm cẩu phế, heo chó không bằng" ông trời có mắt mà sao không cho xét đánh chết bọn người này đi a à? Tộc trưởng cùng trưởng lão bị tạ thị mắng như heo chó thì tức đỏ mặt, tộc trưởng nhịn không được mắng, tạ thị, ngươi đang nói cái gì, ngươi có biết nhục mạ tộc trưởng cùng trưởng lão là tội gì sao? Chỉ dựa vào cái tội này là có thể đem ngươi đánh chết rồi. Ngươi nếu là còn muốn làm con dâu thẩm thị chúng ta liền chú ý một chút. Thẩm mậu tĩnh lặng nhìn mọi chuyện trước mắt. Nếu không phải ông kinh thương nhiều năm như vậy, gặp qua không ít sóng gió thì lúc này ông đã không thể tĩnh lặng như vậy. Lúc này ông bi thương cực đổ, một câu đều nói không ra, nữ nhi bị nha dịch như vậy bắt đi, sinh từ khó liệu, thê tử mỗi câu đều là lời thật, lệ chảy như máu, ông chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nhìn bọn người trong tộc kia ngày thường đều dựa vào ông để có cơm ăn, thấy thật phẫn nộ và bi ai. Đến lúc này, tộc trưởng thế nhưng còn tại chỉ trích tạ thị, không có một chút tự trách. Ông thật phẫn nộ cùng bi thương, trung quy biến thành hành động, đi lên phía trước đem tạ thị đang khóc ôm vào trong ngực, nghiêm mặt nói với tộc trường, 15 tháng sau, thẩm mậu ta một chi, tách khỏi dòng họ thẩm thị, từ nay về sau không còn quan hệ cùng các ngươi. Đứng bên cạnh người trong thẩm thị nhất thời đều sợ ngây người, hiện nay đại bộ phận dòng họ thẩm thị đều là dựa vào thẩm mậu mà sống, nếu thẩm mậu tách khỏi đây không phải người trong tộc cũng sẽ chỉ có con đường chết sao? đại trưởng lão là người đầu tiên đứng ra khuyên nhủ thẩm mậu việc này tuyệt đối không thể a à. thẩm thị chúng ta là đại tộc mấy trăm năm sau ngươi có thể cứ như vậy tách ra thành một chi nếu người ta biết đối với trong tộc đối với ngươi thanh danh đều sẽ bị tổn hại tổn hại thanh danh thẩm mậu châm chọc cười thời điểm các ngươi ép vợ con ta có nghĩ đến thanh danh sao? thời điểm các ngươi hại nữ nhi của ta bị bệnh đậu mùa có nghĩ đến thanh danh sao? Thẩm mậu ta cái khác không nói, nhiều năm như vậy đối với tộc nhân đều không có bạc đãi, làm sao nói gì đến thanh danh sẽ bị tổn hại? Người nào trong tộc cuối cùng mà không có phần chứ? Các ngươi chưa từng chân chính coi ta là người trong tộc, như vậy ta cũng không cần lại nhớ kỹ tộc tông hết thay. Về sau chúng ta tách ra, có việc thì tự mình lo không chỉ đại trưởng lão mà nhị trưởng lão cũng gấp gáp, biết hôm nay đã chọc thầm mậu phát điên rồi. Dù là ai khi mà nhìn đến nữ nhi duy nhất của mình bị quan phủ bắt đến sở cách ly cũng không có biện pháp nhịn được. Mặt đầy lo lắng khuyên nhủ, thầm mậu, ngươi đừng vội, việc này tuy có không ổn, nhưng là trong tộc cũng vì tốt cho ngươi. Khi dễ cô nhi quả phụ là vì tốt cho ta, thật sự là chuyện cười cho thiên hạ, các ngươi đã đắn đo cho thầm mậu ta à, nếu là thổ phỉ, cướp của giết sạch cả nhà, còn nói với ngươi một câu xin chào ngươi sẽ nghe sao? Thẩm mậu tuy rằng bộ dáng lịch sử, nhưng cũng không phải là người dễ nói chuyện, nếu không cũng không thể đem thương nghiệp thẩm ra càng làm càng lớn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão rốt cuộc cũng là da mặt mỏng, một chút cũng không chịu được, tộc trường lại tức giận dựng thẳng dâu, trừng mắt mắng, được lắm, thẩm mậu ngươi đương nhiên không màng tất cả. Mới vừa rồi, thẩm mậu đều thấy được tất cả, tức nhất là tộc trưởng cùng thẩm bình. Ánh mắt đầy phẫn nộ nói, ta đương nhiên là có quan tâm. Hôm nay đứng ở chỗ này có người của tộc thẩm thị. Các ngươi người người để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay, thẩm mậu ta đối với các ngươi có chỗ nào không tốt? Các ngươi cần ta có thể bỏ ra liền bỏ ra. Các ngươi không có khả năng, ta cũng tự mình làm hết. Các ngươi nói tế tự trong tộc thiếu tiền, ta cũng không chốt do dự đưa tiền, nhưng là các ngươi đã làm gì? Ta mất tích, các ngươi chẳng những không đến giúp đỡ, lại còn bỏ đá xuống giếng, đây quan tâm là của các ngươi sao? Nếu là như thế, thẩm mậu ta đây không thể cùng chung suy nghĩ với các ngươi rồi. Một câu nói này làm người trong tộc hối hận, bọn họ là bị ý niệm tham lam nhất thời mở mắt. Nhớ tới việc ngày thường thẩm mậu làm, cũng xác định là không có gì sai lầm. Ngươi còn ở nơi này ra mồm át lẽ phải, tộc trưởng mặt dày, vẫn còn muốn chỉ trích. Thẩm mậu liếc mắt nhìn lão, cười lạnh một tiếng, ta duy nhất làm sai chỉ là không phân ra tài bạc vạn tặng hết lại cho các ngươi. Ông ngừng lại một chút, lạnh mặt nói với bọn họ, các ngươi còn không đi phải không? Quay đầu liền phân phó, kêu hộ vệ cùng ngươi làm toàn bộ lại đây. Trong một khắc, nếu còn nhìn thấy người trong dòng họ thẩm thị còn bên trong phủ, toàn bộ dùng gậy đánh. Đánh một gậy, lão già ta sẽ có thường. Lời của hắn vừa nói ra, hộ vệ cùng gia nhân đều vơ lấy thứ gì có thể túng được, trổi quét, gậy gộc, dù sao chỉ cần có thể dùng đều dùng, chỉ có một khắc mà thôi nếu vẫn có người ở lại bên trong thì họ sẽ bị phạt. Mà bọn họ không chỉ là vì bạc, họ cũng thấy được những người này thật sự là quá mức chán ghét. Mắt thấy hôm nay không còn con đường sông nữa, những người khác trong tộc mặt mày xám xịt rời đi, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đi rồi. Mà ngay tại thời điểm thẩm bình muốn xoay người rời đi, thẩm mậu lại gọi người đến ngăn cản hắn lại trói chặt cùng cả tiểu mai đưa tới nha môn thẩm mậu cũng phân phó mộc sâm đến phòng tài vụ chuẩn bị một túi bạc nặng mang theo tới nha môn để bọn họ chiếu cố thật tốt hai kẻ khốn nạn này tiếp theo lại phân phó lý tư cầm bạc chạy nhanh đến sở cách ly đưa cho quan trông coi để bọn họ chiếu cố vân khanh sau đó thỉnh đại phu nổi danh nhất tại dương châu xem có ai nguyện ý khám bệnh phi khám lên tới trăm lượng bạc trắng nếu chữa khỏi cho Vân Khanh thẩm gia sẽ còn hậu tả. Chuyện của thẩm gia chưa đến một ngày đã làm trong thành huyên náo, tin tức thẩm mậu trở về cũng làm cho các thương nhân trong vùng không khỏi chấn động. Đây hơn nửa tháng làm mưa làm gió hiện tại liền cục đuôi lại, chỉ nghĩ đến làm như thế nào mới có thể không chọc giận thẩm mậu, mà nghe nói thẩm mậu muốn tự lập từ đường thì biết đây là một cơ hội tốt. Vậy nên tiếp đó, gia tộc thẩm gia nhanh chóng tuột dốc, cửa hàng của đại trưởng lão nhị trưởng lão bắt đầu kinh doanh không tốt mỗi ngày đều lỗ vốn bởi vì thương nhân ở dương châu đều biết nếu về sau muốn cùng thẩm mậu có giao hào tốt thì tuyệt không thể lại cùng tộc trường thẩm thị có quan hệ tốt bởi vì mất đi tiền bạc của thẩm mậu để chống đỡ thẩm thị chỉ còn danh vọng không thể chống đỡ nổi nên ngày một suy tàn rồi dần dần xuống dốc mà thẩm mậu một nhánh chi riêng dần dần phát triển lớn nhất dương châu đây là việc sau này tạm thời không nhắc tới nữa Thời điểm chuyện này đến tay ngự phượng đàn, đã là hai ngày sau, hắn mới từ các chấn xung quanh trở lại thành Dương Châu, liền nghe được tin tức, hắn sợ hãi, sắc mặt cũng thay đổi, thường ngày luôn mang gương mặt ngả ngớn, bộ dạng tùy ý phong lưu nhưng trong nháy mắt đã biến mất. Hắn vội nhảy lên ngựa, quất roi thúc ngựa nhanh chóng hướng sở cách ly mà phi. Vân Khanh, Vân Khanh, làm sao có thể bị bệnh đậu mùa chứ? Người của thẩm thị thật sự rất đáng giận, Quá đáng giận rồi. Thế nhưng hạ loại bệnh này cho nàng, bệnh này 10 người mắc thì có 8 người chết vì bệnh. Hắn cảm thấy trong lòng như có một bàn tay siết chặt lấy trái tim, làm hắn hoảng loạn, lo sợ, trong đầu chỉ nghĩ tới Vân Khanh bị người của nha môn mang đến Sở Cách Ly. Sở Cách Ly. Ngự Phượng đàn trong đầu chỉ nghĩ đến một mục tiêu, roi ngựa trong tay quất nhanh, gió quất trên mặt bỏng rát, hắn cũng không quan tâm. Vừa nhìn thấy một khu nhà đơn sơ màu đen, hoang vắng ở ngoại ô, thời gian dừng ngựa cũng không có, ngay lúc con ngựa phi như bay, hắn sử dụng khinh công bay xuống trước mặt người trông coi, làm gã sợ đến mức ngã ngửa về sau. Hai ngày trước tiểu thư thẩm gia bị đưa tới ở đâu? Hai tay ngựa Phượng đàn túm chặt bả vai người trông coi, sốt ruột hỏi. Bị bộ dáng vội vàng của hắn dọa sợ, người trông coi chỉ về phía bên trái, một gian phòng nhỏ nói: ở, ờ, ở bên trái căn phòng thứ ba. Lời nói vừa dứt đã chỉ thấy một cơn gió màu trắng phất qua, bay đến cửa phòng. Ngự phượng đàn một cước đá văng cửa, nhìn nữ tử trong phòng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 228, trong lòng ta có nàng, một. Từng tia sáng vàng nhạt bên ngoài theo ô cửa sổ dọi vào, chiếu lên mặt cô gái, Vân Khanh cầm một hộp hướng dương trên bàn rồi ngồi xuống trước gương trang điểm chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn ở cửa một bóng trắng xông vào nàng còn chưa kịp nhìn kỹ người trước mặt là ai thì đã bị gắt gao ôm lấy mùi đàn hương nhẹ nhàng quanh quẩn ở chóp mũi vân khanh giật mình nhưng nháy mắt sau lập tức bình tĩnh phản ứng lại mùi này không xa lạ gì với nàng cả là của ngự phượng đàn nhưng bất quá hắn xuất hiện ở đây là có mục đích gì nhớ nhung sau bao ngày gặp lại ngự phượng đàn buông thân thể của nàng ra xoay lại đối diện với hắn, tầm mắt gắt gao nhìn những đốm đỏ trên mặt nàng, nàng. Nàng tại sao lại bị bệnh đậu mùa? Bả vai Vân Khanh bị hắn siết chặt, nơi đó truyền đến một lực lớn làm cho nàng thoáng nhíu mi, không được tự nhiên, muốn đem tay hắn buông ra, nhưng ngự phượng đàn lại nhanh tay bắt được tay nàng lại, hắn sợ nếu buông tay thì Vân Khanh sẽ biến mất trước mặt hắn. Bị người ta khống chế động tác như vậy có cảm giác không thoải mái, Vân Khanh bình tĩnh nói, Thế tử, ngài làm tay ta đau." Ngự Phượng đàn lúc này mới ý thức được tay hắn dùng lực hơi mạnh, thoáng chốc thả lỏng chút ít, nhưng không có buông bàn tay mảnh khảnh của nàng ra, mắt phượng hẹp dài nhìn không ra được sự lo lắng, mặt của nàng có từng mời đại phu đến xem qua hay không. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhan sắc vốn tuyệt mỹ bây giờ lại bị phủ kín bởi những nốt đỏ, thoạt nhìn rất là khiếp sợ, Ngự Phượng đàn nhìn đến lại càng thấy đau lòng, đưa tay ra chạm vào mặt của Vân Khanh vân khanh bị hắn khống chế không thể cựa quậy thấy bàn tay hắn dần tiến lại nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khác, cắn răng nói thế từ điện hạ bệnh đậu mùa có thể lây ngài vẫn là nên sớm rời đi mới tốt ta không sợ cùng lắm thì ta cũng bị lây bệnh ngự phong đàn lúc này đau lòng không chịu được vài ngày không để ý đến nàng nàng đã bị bệnh đậu mùa rồi người thẩm ra chết tiệt các ngươi chờ đó cho ta Thế tử điện hạ không cần ở chỗ này trêu đùa dân nữ. Cuối cùng nàng vẫn không thể xoay người, động tác bị hạn chế, Ngự Phong đàn đau lòng, ngón tay lướt qua gương mặt nàng, đến khi đầu ngón tay của Ngự Phong đàn chạm đến đôi môi của Vân Khanh, hắn mới ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt nàng xuất hiện một mảnh ửng hồng, đôi mắt hẹp xẹt qua một đạo u oáng, cúi đầu nhìn đầu ngón tay của chính mình, cũng cảm thấy mặt đỏ bừng bừng. Hắn hít mắt lại, sửa lại hai tay đỡ lấy đầu của nàng cắn răng nói, được, vậy chúng ta liền cùng nhau bệnh. Hắn đột nhiên mặt đối mặt nhích lại gần Vân Khanh, khuôn mặt tuấn Mỹ bỗng chốc xâm nhập, ngự phượng đàn đem mặt mình hung hăng dùng sức ma sát với mặt của Vân Khanh, ta không sợ lây bệnh, nếu lây bệnh, ta liền ở chỗ này làm bạn với nàng. Hành động đột ngột của hắn làm Vân Khanh hoảng sợ, hai má trắng mịn co giãn của nam từ cùng gương mặt của nàng gắt gao dán lại với nhau, hơi thở ấm áp, từng lỗ chân lông ma sát với nhau, tư thế thân mật như vậy, làm cho nàng không khỏi ngẩn ngơ, nhịp tim đập loạn, không biết là vì sao. Nàng không biết tại sao ngự phong đàn lại nổi điên hành động như vậy, cuối cùng ở hai bên gò má trái phải của nàng trà đủ, hắn mới bắt đầu dừng lại, mà trên hai má hắn hiện lên hai vệt đỏ bừng thì nàng đoán quả nhiên hắn đã phát hiện ra. Ngón tay ngự phượng đàn không khỏi nắm chặt lại, nhìn cặp mắt thanh thoát của Vân Khanh mắt phượng hẹp dài lộ ra tia phức tạp, nàng có gì để nói? Ta không có gì để nói, Vân Khanh cụp mắt, xoay người, nhìn mặt của nữ tử trong gương thủy ngân, lấy tấm lụa đen chùi phần tàn phấn còn sót lại trên mặt. Nàng vì sao lại phải làm như vậy? Ngự phượng đàn giọng nói run run, sau khi hắn nghe tin Vân Khanh bị bệnh đậu mùa, liền chạy một mạch tới đây, thậm chí còn truyền tin cấp tốc cho vấn lão thái gia để có thể lập tức tới khám và bốc thuốc chữa bệnh cho Vân Khanh, hắn mang theo tâm tình lo lắng đi đến thì lại thành ra cái dạng gì thế này. Trên mặt của nàng toàn bộ là dùng phấn vẽ lên, những vết sởi này toàn bộ là giả. Nàng căn bản là không có bị bệnh đậu mùa. Qua tấm gương, Vân Khanh nhìn đến dung nhan như hoa như ngọc của mình, mà ở sau lưng nàng là khuôn mặt nam tử đẹp đến mức làm cho người khác hít thở không thông lại đồng dạng như nàng loang lổ tàn phấn cặp mắt phượng thường ngày lưu diễm, lúc này lại hỗn loạn, cảm xúc phức tạp, phảng phất như một dòng suối trong vắt giữa dòng gặp phải vật cản, không thể chảy tiếp mà tích tụ thành một hồ sâu rông. Không có nguyên nhân là ta nguyện ý làm như vậy. Ngài hiện tại thấy được sự thật, nếu muốn nói với người khác thì xin mời đi thôi. Vân Khanh một chút cũng không để ý điểm lại nốt thủy đậu lên hai má. Một câu nói kia đã chọc giận đến ngư phượng đàn, Hắn lập tức kéo nữ nhân đang ngồi trước gương trang điểm lên, "Nàng là cố ý, được lắm, nàng cố tình bị trúng bệnh đậu mùa, chọc giận phụ thân nàng, buộc ông ấy cùng gia tộc phân ra một chi, đúng không?" Vân Khanh nhìn sắc mặt nam tử giận đến tái nhợt, lại mang theo một chút đau lòng, xác thực gật đầu, "Thế tử quả nhiên thông minh." Lúc trước Thẩm Bình mang cả đám người trong nhà gồm vợ con của hắn đến nàng cảm thấy có gì đó không đúng, về sau Thẩm Bình đột truyền thay đổi thái độ muốn uống trà giảng hòa dẹp bỏ hiềm khích, trong lòng nàng liền cảm thấy khúc mắc. Tuy là lúc đấy nàng chưa biết trên chén trà bị hạ dịch bệnh đậu mùa, do nàng vốn cảnh giác nên lúc tay tiếp xúc với cái chén không phải là bàn tay trực tiếp chạm vào mà được nàng bao vào trong ống tay áo. Về sau nàng sai người bắt tiểu mai lại, cha hỏi một phen, liền cha rõ đầu đuôi sự việc, rằng trên chén trà kia bị hạ bột phấn gây bệnh đậu mùa, trong lòng nàng liền nảy sinh ra một kế. Đương nhiên, sự xuất hiện của thẩm mậu là nhân tố ngoài ý muốn. Nàng vốn muốn đem tộc nhân thẩm gia nhốt lại ở ngoài cửa, thẩm mậu xuất hiện, làm nàng quyết tâm giả bệnh đậu mùa. Nàng biết, muốn cho thẩm mậu thoát ly dòng họ, những chuyện phát sinh trước đây chưa đủ, chỉ có thể trước mặt ông đánh thật mạnh vào, mà người thương nữ nhi như mạng của ông, khi thấy nàng bị quan phủ kéo đi, đây là một đòn chí mạng đối với thẩm mậu. Đối với thừa nhận của nàng, ngự phượng đàn không có nửa điểm cảm thấy vui sướng. Ngược lại càng tăng thêm sự tức giận của hắn. Hắn chỉ vào những đồ vật được bài trí trong phòng. Nàng như vậy là đã đạt được mục đích. Nhưng nơi này xác thực đã từng chứa người bị bệnh đậu mùa. Nàng xác định là mình sẽ không bị lây. Nơi này từ trên xuống dưới đều đã được tiêu độc. Chỗ của ta ở đã được kiểm tra qua. Vì quan tâm đến Vân Khanh, thẩm mậu đã sớm dùng bạc lo lót chỗ ở cho nàng rất tốt ngoại trừ không có nha hoàn hầu bên cạnh thì cuộc sống của nàng không gì khác trước đây cả nhìn biểu tình trên mặt vân khanh là hoàn toàn không thèm để ý giọng nói vân đạm phong khinh kia của nàng làm ngự phượng đàn thật sâu vô lực hắn nên nói với nàng như thế nào cho phải nàng không cần không thèm để ý nhưng là hắn để ý vô cùng để ý được không nàng lần sau không cần phải làm như vậy nơi này mặc dù đã được khử độc nhưng nhìn chung vẫn không an toàn nếu nàng muốn thoát ly khỏi tộc tông, nói cho ta biết, ta có thể giúp nàng khiến cho bọn họ đáp ứng. Âm thanh của hắn có chút xa cách, âm thanh từ tính ngày thường của hắn giờ đây mang theo một chút u sầu. Vân Khanh ngẩng đầu nhìn hắn, nét cười trong mắt phượng thoáng hiện ra. Thế tử điện hạ, thân phận tôn quý của ngài, muốn làm gì thì có thể dựa vào thân phận tôn quý trời sinh của ngài là có thể đạt được. Mà Vân Khanh ta chỉ là một dân nữ con gái của nhất đẳng thương hộ mà thôi gặp phải người khác dụng tâm tính kế với ta ta cũng phải cẩn thận kỹ lưỡng mà tính toán nếu không có tâm cơ chỉ sợ vân khanh đã sớm chết ở nơi này đâu còn cơ hội để cùng điện hạ nói chuyện từ lúc sống lại tới nay nàng gặp phải bao nhiêu chuyện nếu không phải bị nàng đánh đuổi đi hết thì không biết thân phận của nàng bây giờ là cái gì nữa là bị tề phu nhân hại thành dâm phụ hay bị hoàng thị tính kế làm kế thất hoặc là bị tặc nhân bán đi thanh lâu làm kỹ nữ hay là bị bệnh đậu mùa chờ ông trời quyết định sống chết nàng chỉ biết tâm cơ của nàng sẽ vây bám lấy nàng cả đời vĩnh viễn cũng không mất đi thần sắc của nàng rất lạnh đáy mắt đen như màn đêm ngự phượng đàn nghe âm thanh của nàng sâu thẳm trong tiếng nói toát lên vẻ bi thương hắn vẫn cảm thấy nàng rất thông minh còn có một chút rào hoạt đáng yêu của nữ tử nhưng đến hôm nay hắn mới phát hiện ra, đấy chỉ là vẻ bề ngoài của nàng. Còn bên trong của nàng ẩn giấu một bí mật khủng khiếp. Nàng không muốn nói cho người ná à, cũng không nguyện ý cùng người khác mở lòng. Bất luận là kẻ nào, kể cả hắn. Ta không phải là có ý kia, nhìn Vân Khanh biểu tình quật cường, thắt lưng thẳng đứng. Trong hai tròng mắt của nàng giống như là có hai ngọn lửa bùng cháy, mang theo ý tứ chớ lại gần, ngự phượng đàn chỉ cảm thấy ít hầu khô chát, bắt đầu nói năng không lưu loát, trong lòng Vân Khanh rốt cuộc cất giấu cái gì? Nàng chỉ mới 14 tuổi, lại có bí mật gì cất giấu tận sâu trong lòng như thế? Ý của thế tử như thế nào không quan trọng, chỉ giống như là lời thế tử nói, chỗ cách ly này vốn có người bị bệnh ở, xin thế tử hãy sớm rời khỏi để tránh lây bệnh, đến lúc đấy lại liên lụy đến Vân Khanh. Nàng nâng lên đôi mắt lãnh đạm, thanh âm nhẹ nhàng của nàng đốt lên lửa giận trong lòng ngự phượng đàn hắn một tay kéo vân khanh đến trước mặt trong đôi mắt hẹp dài của hắn mơ hồ hiện lên hình ảnh của vân khanh thẩm vân khanh nàng rốt cục có biết vì sao ta lại đến nơi này hay không nàng nói cho ta biết lâu như vậy nàng đối với tâm ý của ta một chút cũng không có cảm giác một chút cũng không nhận thấy hơi thở phẫn nộ theo đôi môi mỏng phun ra thổi qua da thịt vân khanh mắt phượng của ngự phượng đàn híp lại mang theo tả ý, thanh âm mang theo áp lực, thống khổ. Ta biết, ta đương nhiên biết, dòng máu hoàng tôn quý tộc của các người, coi trọng cái gì đó, thì sẽ dốc toàn lực để đạt được. Vân khanh ta cũng giống như món đồ vật vậy, có khác gì cái bình hao, một khối điêu khắc tinh xảo, ngài toàn lực muốn sở hữu, muốn chiếm làm của riêng. Ngự phượng đàn trong lòng dâng lên một mọn sóng, hắn là muốn có được nàng, muốn nàng là của hắn, nhưng ham muốn của hắn không giống như sự chiếm dụng mà nàng nói nhưng hắn lại không biết phải phản bác như thế nào giải thích như thế nào coi như hắn biểu đạt ý nghĩ của mình nhưng đều là giống như những lời nàng nói ánh sáng ảm đạm trong phòng dựa vào ánh nến trong góc phòng đem toàn bộ căn phòng chiếu sáng yên sắc mông lung chiếu lên một phần dung nhan phấn hồng của vân khanh trong suốt giống như có thể phản xạ ánh sáng sắc váy dài đỏ thêu nguyệt thạch từng hạt từng hạt nhỏ lấp lánh, càng tôn lên vẻ đẹp lóa mắt của giai nhân, mỹ nhân như ngọc. Nhưng mỹ nhân này, gần ngay trước mắt lại xa tận chân trời. chương 229, trong lòng ta có nàng, hai. Mắt thấy mày của ngự phượng đàn nhíu lại, Vân Khanh cũng biết lời nói của nàng lúc nãy có hơi quá mức sắc bén một chút. Nhưng hành động từ lúc ngự phượng đàn vào cửa đến giờ, nếu nàng không hiểu được thì cũng có chút làm kiêu rồi, ở kiếp trước trải qua một năm hôn nhân ngắn ngủi, nàng cũng hiểu tình yêu nam nữ là như thế nào. Lúc Ngự Phượng đàn xông vào, cặp mắt xinh đẹp hỗn loạn vì lo lắng kia không phải là giả tạo, làm cho nàng càng muốn bảo trì khoảng cách với hắn. Hắn năm lần bảy lượt cố ý tiếp cận, yên lặng ra tay tương trợ, ra thế tốt như vậy, khuôn mặt xuất sắc như vậy, nam tử như vậy, nói Vân Khanh không động lòng là nói dối. Nhưng mà Loại rung động này không có nghĩa là nàng có tình cảm với hắn, điều này nàng hết thảy đều rõ ràng. Hắn là cháu ruột của Thiên tử, là Cẩn Vương Thế tử, là nam tử nổi bật nhất trong kinh thành, danh hiệu tôn quý, mọi thứ tốt đẹp đều ở ngay trên người của hắn. Hắn là thiên chi kiêu tử, mà để xứng với hắn cũng phải là Kim chi ngọc diệp, khuê nữ nhà cao cửa rộng, còn khoảng cách của nàng và hắn không thể so sánh được. Đời trước nàng gả cho cảnh hữu thần hắn chỉ là một hầu tước nhưng vẫn đối với nàng khinh miệt mỗi lần tham dự yến hội nàng phải đối diện với bao nhiêu cặp mắt khinh thường mà ngự phượng đàn thân phận còn cao hơn hắn không chỉ là một hai cấp nàng chỉ mong cả đời này có thể cùng cả nhà sống một cách an bình cùng cha mẹ tổ mẫu đệ đệ hai người bọn họ không hợp với nhau nếu đã không hợp thì tốt nhất là nên sớm cắt đứt Nói xong, Vân Khanh hạ mí mắt, nàng nhớ ở kiếp trước, ngư phượng đàn chỉ còn có thể sống thêm vài năm. Không biết như thế nào, nghĩ đến việc này, ngực của Vân Khanh giống như có ai lấy chùy to đánh vào thật mạnh, vừa đau lại vừa buồn, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy cặp mắt đen lái kia, ánh mắt ngày thường lưu truyền lúc này lại lộ ra một tia làm cho lòng người ảm đạm, hắn chừng mắt nhìn, vì khoảng cách lông mi của hai người quá gần dậy lên cơn gió lạnh làm cho người ta dựng tóc gáy. Vân Khanh, ta thích nàng. Tiếng nói của hắn khàn khan hỗn loạn che giấu sự bá đảo, như là thổ lộ, hoặc như là tuyên thể. Con người bình tĩnh nhìn Vân Khanh, tựa như từng biểu tình trên mặt của hắn đều có thể thấy được. Bùm! Trái tim đột nhiên bị loạn mất một nhịp, gương mặt tuấn tú dán tại trước mắt nàng. Vân Khanh cảm thấy không khí có một loại áp bức, hít thở không thông. Ngự phượng đàn đang nói cái gì? Phảng phất nhận ra câu hỏi trong lòng của nàng, hay là giờ khắc này, tranh thủ lúc nàng chưa kịp che giấu tâm tư trong lòng, ngự phượng đàn chậm rãi cúi đầu xuống, ở bên tai nàng chậm rãi nói, Vân Khanh, trong lòng ta có nàng. Nếu nàng không rõ ràng, đã không rõ ràng thì để hắn nói rõ cho nàng biết. Như một loại kính ngữ nghỉ non chui vào trong đầu của nàng, lập tức theo mạch máu, chạy thẳng vào trong tim nàng. Vân Khanh bỗng chốc cảm thấy cơ thể tê dại. Nàng nghiêng đầu, vừa vặn nhìn thấy nửa khuôn mặt tuấn mỹ hoàn hảo của nam tử, khóe miệng của hắn hơi cong lên, ánh mắt phong lưu tùy ý thường ngày, bây giờ chỉ còn lại một mảnh chân tình. Hai người tựa như duy trì tư thế này một lúc, sau khi cảm giác tê dại biến mất, Vân Khanh trong nháy mắt, tất cả cảm xúc đều bị ngăn lại ở mi mắt, nhưng là ta không thích ngài. Ngự Phượng đàn đầu tiên là ngẩn người, nhưng sau đó lại cười không quan trọng ta không cần không quan trọng ta không cần sáu chữ này làm vân khanh nhớ đến một năm kia lúc nàng bị người ta chỉ trích nàng được cảnh hữu thần trợ giúp lúc đấy nàng chịu đủ mọi chỉ trích của người đời chỉ có hắn ôn nhu giống như là thiên thần làm nàng bị hắn hấp dẫn sau này hai người thường xuyên gặp mặt tâm tư của nàng đã bị hắn nắm chặt đến một ngày Hắn đến cầu hôn với cha mẹ của nàng, muốn cưới nàng làm chính thê. Lúc đấy làm cho tâm tư nàng nhảy nhót vui mừng nhưng cũng hỗn loạn bất an không yên. Nàng hỏi hắn, "Ta chỉ là nữ nhi của một thương nhân, ngài là hầu gia, cưới ta như vậy có được không?" Lúc đấy nàng lo lắng địa vị của hai người cách xa nhau. Trên mặt của hắn tràn đầy ôn nhu cùng tình yêu, mềm nhẹ kéo tay nàng, "Không quan trọng, ta không cần." Vậy mà sau này lại thành như vậy. Cùng ngày cảnh hữu thần cưới nàng, hắn cũng cưới vi ngưng tử, đêm tân hôn, hắn chạy đến giường của nữ nhân khác, sau ba tháng, hắn lại muốn nạp thiếp, ký ức này nàng sớm đã quên, bỗng chốc lại hiện về. Cuối cùng, nàng từ thê lại biến thành thiếp, thành trò cười cho mọi người, hắn dùng máu của gia đình nàng để giải đường thăng tiến cho sự nghiệp của hắn. Nàng cùng ngự phượng đàn cũng như vậy, địa vị cách nhau quá xa hắn lại nói không quan trọng ta không cần có lẽ sau này cũng giống như vậy nói không chừng sẽ dùng một kiếm mà đâm nàng cũng là một sai lầm phạm lần đầu tiên có thể xem như là không cẩn thận không biết nhưng nếu tái phạm lần thứ hai thì được xem như là ngu xuẩn cho dù kết cục có bi thảm đến mấy cũng không được đồng tình sau một hồi trầm mặc vân khanh mở miệng nói về sau thế tử không cần phải đột nhập vào phòng của ta nếu không ta sẽ không khách khí ngự phượng đàn nghe thấy vậy thân mình cứng đờ cúi đầu nhìn nàng cặp mắt tràn ngập sương mù nhìn không ra thần sắc bên trong nàng thực sự chán ghét ta chán ghét hắn trong nội tâm vân khanh lắc đầu nếu nàng chán ghét hắn thì không tiếp cận với hắn chỉ một hai lần thấy nàng không có gật đầu ngự phượng đàn cảm thấy tâm tư hơi buông lỏng một chút ít nhất vân khanh không chán ghét hắn chứng tỏ hắn vẫn còn cơ hội nàng nghỉ ngơi sớm một chút ta đi trước vế sau lần sau còn đến thăm nàng nhưng lời này hắn không có nói ra hắn sợ sẽ chọc giận vân khanh thấy hắn chuẩn bị rời đi vân khanh khẽ gật đầu chuẩn bị nhìn theo bóng hắn rời đi ai ngờ hắn mới đi được vài bước bất chợt xoay người lại nhân dịp vân khanh không để ý tiến đến hôn lên mặt nàng một cái sau đó quay người nếu như lúc đến là thong hà thì bây giờ hắn đi nhanh như gió Người quay lại đây cho ta." Vân Khanh mở to hai mắt nhìn, cao giọng nói với hắn. Ngự Phượng đàn mới tranh thủ trộm hương được một chút, sao lại muốn nghe Vân Khanh mắng chứ? Hắn sung sướng phi thân lên lưng ngựa, theo gió mà đi. Vân Khanh nhẹ nhàng sờ gò má, chỉ thấy hai má nóng lên, phát ngốc một hồi, mới lẩm bẩm nói, "Mốc tử, trên mặt còn có vết son đỏ liền chạy đi, gọi lại cũng không thèm nghe." Mà Ngự ượng đàn không hề nhớ tới trên mặt mình có vết son đỏ, trên đôi môi tinh tế còn lưu lại xúc cảm lúc nãy làm cho hắn chạy một mạch đến thẳng Dương Châu mới đặt chân xuống, xuống ngựa liền hướng trong sân đi vào. Dịch Kính Thương nhìn thoáng qua gương mặt hắn, đáy mắt hiện lên chút ngạc nhiên, không phải thế tử nhà hắn đến khu cách ly đậu mùa sao? Như thế nào mà trên mặt lại có vết son, chẳng nhé hắn đi thanh lâu? 15 ngày sau, tại khu cách ly quan phủ sai đến ba vị đại phu đến chuẩn mạch cho Vân Khanh, bệnh đậu mùa khỏi hẳn một cách kỳ lạ, như vậy là không còn lý do gì để giam nàng tại khu cách ly, đem khử độc đồ của nàng rồi toàn bộ theo nàng được đem về thẩm phủ. Lúc thẩm mậu trở về, thấy quang cảnh thẩm phủ vẫn như xưa, Vân Khanh có để tai mắt ở trong phủ, lần này nàng trở về cũng không quá xa lạ với sự việc trong phủ. Tạ thị cùng thẩm mậu sớm đã đứng ở cửa chờ nàng, vừa nhìn thấy Vân Khanh, tạ thị liền hai mắt đẫm kệ, mấy ngày này, vì cầu phúc cho Vân Khanh mà ngày nào bà cũng ăn chay niệm Phật, chỉ cầu trời cho Vân Khanh được khỏe mạnh. Lúc này, tạ thị kéo tay Vân Khanh, xem xét tỉ mỉ trước sau trên dưới, thấy nàng không có việc gì, lại kích động vui vẻ, lý ma ma hai tay chắp lại với nhau, nhìn trời nói, ông trời có mắt, phù hộ cho đại tiểu thư bình an, tạ ơn trời Phật. Tạ thị cũng gật đầu nói, Mấy ngày nữa, chúng ta đi tạ lễ đa tạ Bồ Tát phù hộ. Thẩm Mậu đứng ở một bên, sắc mặt có chút kích động, nhưng rốt cuộc ông là nam nhân, nên không thể biểu hiện ra bên ngoài như Tạ thị, nhưng trong đáy mắt vẫn là sự vui sướng thật lớn. Ngồi ở chỗ của Tạ thị một lúc, Vân Khanh liền đi tới chỗ lão phu nhân Thỉnh An, từ sau khi Thẩm Mậu trở về, bệnh tình của lão phu nhân tốt hơn rất nhiều, tựa như sau khi bệnh nặng lão phu nhân cũng trở nên ôn hòa hơn, trong tay cầm chuỗi Phật Châu, tâm tình bình thản không ít. Người một nhà vui vẻ cùng nhau ăn cơm, nói chuyện, tựa như chuyện một tháng qua chưa từng xảy ra, nếu đã qua, cũng không cần nhắc lại. Người nhà thẩm thị có đến cửa tìm vài lần, nhưng đều bị gia đình chắn ở ngoài cửa, đến ngày 15, thẩm mậu bố cáo thiên hạ, tự lập môn hộ riêng, về sau thờ tổ tông riêng. Vân Khanh mỉm cười, cụp mắt xuống gắp đồ ăn cho tạ thị vô cùng thoải mái đợi đến ngày thứ hai thẩm mậu cho gọi vân khanh vào thư phòng lúc vân khanh đến thư phòng đẩy cửa đi vào chỉ thấy thẩm mậu chăm chú nhìn vào bức tranh trước mặt như đang suy nghĩ cái gì cha nghe được âm thanh của nữ nhi thẩm mậu xoay đầu lại đáy mắt đều là yêu thương vô cùng con đến rồi vâng ạ à, cha hỏi con đến có việc gì dạy bào. Vân Khanh ngồi xuống trên ghế, nhìn thẩm mẫu, thấy thần sắc ông ngưng trọng, nghiêm túc, hiển nhiên là có chuyện muốn nói, hơn nữa lại là đại sự. chương 230, hoàn toàn tỉnh ngộ, một. Thẩm mẫu nhìn thấy sắc mặt Vân Khanh, biết nàng đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thản nhiên xoay người, đi đến một chiếc ghế khác ngồi xuống, rồi từ từ nói, Lý Tư nói với cha, trong nửa tháng này con quản lý gia sản rất tốt. Quản lý gia sản rất tốt. Những lời này của Thẩm Mậu là đánh giá rất cao, khi ông bắt đầu buôn bán cũng từ hai bàn tay trắng, vô cùng cơ cực nên những người có thể để ông khen ngợi thật không nhiều huống chi đây lại là con gái của ông, vậy nên lời khen này xuất phát từ thật tâm của ông. Sau lần này nàng đã nhìn rõ hơn nhiều điều, hướng Thẩm Mậu nở nụ cười nhẹ, nhờ có cha dạy bảo, nữ nhi mới có hôm nay. Thẩm Mậu kinh ngạc một chút, sau đó gật đầu nghĩ nếu nữ nhi là nhi tử thì tốt rồi. Trong thư phòng im ắng, ánh mặt trời ngày mùa thu chiếu và nhìn thật rõ những hạt bụi bay bay, ánh nắng chiếu lên đôi giày màu lam đính hạt châu của Vân Khanh thật giống con thú nhỏ đang lo sợ. Hôm nay cha gọi con đến là muốn cùng con bàn chút chuyện, con cũng biết việc gấm dao quang rồi. Thẩm mẫu ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nữ nhi càng ngày càng xuất chúng. Cha muốn năm nay tham gia tranh cử hoàng thương sao? Lúc này phụ thân nhắc tới gấm giao quang, Vân Khanh mơ hồ biết ngài muốn nói là chuyện gì rồi. Thẩm mậu gật đầu, Trước đó còn đã báo tên ghi danh giao quang gấm tranh cử hoàng thương, Việc này ta cũng đã suy nghĩ kỹ, Gấm ta đã an bài người mang đến quan phủ ồn thỏa, Thẩm ra chúng ta cho tới nay, Đều an cư ở Giang Nam, Không có tham gia tranh cử gì của hoàng thất, Lần này làm ra hành động như vậy cũng là tình thế bắt buộc, Liễu phủ này đã suy tàn, chúng ta lại chỉ là một chi nhỏ trong dòng họ tách ra, sẽ gặp nhiều chuyện thế nhưng nếu có danh hoàng thương thì tự nhiên mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Vân Khanh hạ mí mắt, phụ thân cùng nàng nói chuyện như thế, là đang cùng nàng thương nghị công việc, khi quản lý thẩm gia nửa tháng, tiền đốt cho người quen, thân thích, chỗ quan viên, nhiều đếm không xuể, nếu không có cây danh liễu ra che chở xác thực sẽ phải giải quyết nhiều chuyện hơn từ xưa dân không cùng quan đấu, thương nhân cũng là dân, cũng không thể cùng quan đấu, nhưng nếu có cái đành hoàng thương này treo trên đầu, coi như là nửa là quan nửa là thương nhân rồi. Thẩm mậu thấy nàng đang chú tâm nghe, lại nói tiếp, hai ngày trước cha biết được một tin tức, năm nay Minh Đế đang cơ tròn 20 năm, sau khi mùa đông qua đi mùa xuân đến, sẽ cùng tứ hoàng tử đi Nam Tuần, ắt hẳn cuối tháng này sẽ đến Dương Châu, Minh Đế vốn rất có hứng đích thân ngự giá tới Dương Châu. Vân Khanh trong lòng oanh một tiếng, quả nhiên, sự kiện kia vẫn tới. Trong một năm này, tứ hoàng tử tự mình đi Nam Tuần, cũng là một năm này ở trong hoa viên thẩm gia, chỉ là đời trước Minh Đế cũng không có tự mình Nam Tuần, mà đời này lại xuất hiện, nhưng là vô luận Minh Đế có hay không có thì mục đích đều giống nhau. Khi đó thẩm gia dốc hết toàn lực cung cấp mọi thứ tốt nhất cho tứ hoàng tử sử dụng cũng mang du long 18 trụ cho tứ hoàng tử xem, thẩm mậu có ý mang thứ tốt nhất để hầu hạ vị thiên chi kiêu tử này, ai ngờ cuối cùng lại rước lấy đố kỵ rồi diệt sạch thẩm ra. Lúc này nội tâm thẩm mậu thật hưng phấn, ông không có chú ý tới sắc mặt trắng bạch tái nhợt của Vân Khanh, cười nói, những người khác đều đã bắt đầu tranh thủ cơ hội chiêu đãi bệ hạ nam tuần lần này, thật may ta trở về không tính là muộn, vừa vặn có thể chuẩn bị. Cha, chuyện chiêu đãi hoàng gia này quá mức nguy hiểm vạn nhất xảy ra chuyện gì chúng ta toàn bộ cả nhà chẳng phải đều bị liên lụy sao vân khanh xoay đầu lại gấp gáp nói thẩm mẫu không nghĩ tới vân khanh sẽ nói ra lời như vậy ông cho rằng việc này vân khanh nhất định sẽ đồng ý lúc này nghe nàng phản đối không khỏi đem tầm mắt truyền đến trên mặt nàng lại phát hiện sắc mặt vân khanh tái nhợt thân mình cũng phát run lại nghĩ nữ nhi trước đó phải ứng phó nhiều chuyện chắc là cũng thấy lo sợ nếu giống như lời Vân Khanh nói có thể chiêu đãi tốt hoàng gia như vậy, thẩm phủ nhất định sẽ rất vinh quang. Nhưng nếu chỉ một chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì toàn bộ người của thẩm phủ đều bị liên lụy. Nhưng muốn là một thương nhân thành công đều hiểu câu phú quý hiểm trung cầu, ý là muốn thành công thì phải mạo hiểm. Còn nói như vậy cũng đúng, nhưng thẩm ra chúng ta lần đầu tiên tham gia tranh cử hoàng thương, so với người khác đều thiếu kinh nghiệm, nếu có thể trở thành nơi dừng chân của bệ hạ khi nam tuần như vậy năm nay tranh cử hoàng thương 89 phần 10 chúng ta có thể thắng rồi. Vân Khanh đều hiểu những suy nghĩ trong đầu thẩm mẩu nhưng chi nhớ kiếp trước thật sự đã khắc quá sâu. Nàng nhớ rõ thẩm phủ bị diệt môn như thế nào tức thì máu trong thân thể mỗi chỗ đều cảm thấy lạnh như băng. Nàng không nghĩ muốn lặp lại vết xe đồ. Nàng ngẩng đầu, trong mắt vượng đều là tăm tối, thanh âm trong trẻo nói, cha, Tuy rằng Thẩm phủ chúng ta không có ưu thế gì nhưng nếu nhắc tới gấm lụa ở Giang Nam có người nào không biết thanh danh Thẩm gia? Cả nước có 26 châu phủ, Giang Nam chiếm 12 châu, có người nào không biết danh tiếng Thẩm gia? Bằng vào điểm này thôi, chúng ta căn bản là không cần tranh thủ dựa vào việc nghênh đón thánh giá. Còn nữa, nếu lần này nghênh đón thánh giá, nhất định sẽ truyền khắp cả nước, lúc đó không ai không biết Thẩm gia chúng ta giàu sang phú quý. Tiền bạc vô lượng, như vậy sẽ vì lòng thăm mà gây ra tai họa đến lúc đó chẳng phải giống như bọn người tộc trường kia sao nếu so sánh thì bọn họ càng có quyền có thế hơn thì càng thêm âm hiểm thẩm ra chúng ta làm sao có thể ngăn cản sắc mặt thẩm mậu trở nên cực kỳ khó coi không dám tin nhìn vân khanh hắn thật sự không nghĩ tới chỉ có một chuyện nghênh đón thánh giá mà lại có thể khiến cho nữ nhi nói ra như vậy trong lòng dâng lên tư vị khó nói lại không thể phát tác bởi vì lời này không phải không có lý. Vân Khanh thấy cha đã do dự, liền cố gắng không ngừng nói: "Cha, Thẩm gia chúng ta ở Giang Nam đã có lịch sử 200 năm, cũng không kém thời điểm đại ung khai quốc bao nhiêu. Mặc dù không có ông cha danh chấn để dựa vào, nhưng bằng vào danh tiếng của Thẩm gia chúng ta cũng không có người nào có thể tùy ý hãm hại. Nay trong nhà có hai đệ đệ, nếu cha lo lắng thì có thể đào tạo bọn họ để bọn họ tham gia khoa cử." đi lên con đường làm quan, như vậy có thể che chở thẩm gia chúng ta. Có lẽ cha cảm thấy lời nói của nữ nhi hôm nay có chút giật mình, nhưng người không biết. Một tháng này, nữ nhi đã nhìn qua nhiều sắc mặt, bọn họ gây nên đủ loại chuyện đều là vì một chữ lợi ích. Đại đa số người trong thiên hạ này đều là hướng đến lợi ích, thẩm gia chúng ta ở bọn họ trong mắt. Chính là miếng thịt ngon không có gì bảo vệ, một khi lộ ra sẽ gặp ác sói răng nhọn cắn xé nàng nói xong nhớ tới chuyện của kiếp trước, nước mắt bất chi bất giác chảy xuống, một giọt lại một giọt rơi xuống trên quần áo dần dần ướt một mảng lớn. Thẩm mậu bỗng nhiên thở dài thật mạnh, đứng lên đi đến trước mặt Vân Khanh, cúi đầu nhìn nữ nhi khóc không thành tiếng, đem nàng ôm vào trong ngực, vuốt mái tóc mềm mại, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Khanh khanh của cha đừng khóc đừng khóc, thật là cha không thể tưởng tượng nổi con tuổi nhỏ như vậy mà đã nghĩ được nhiều như thế trong một tháng này con đã chịu nhiều khổ cực rồi, đều là cha không bảo vệ con tốt. Vẻ mặt thầm mậu đầy tự trách, nếu nói là bảo bối, nữ nhi nhà ai có thể bằng nữ nhi của ông, đây là hòn ngọc quý trên tay ông, hận không thể đem mọi thứ tốt nhất trên đời cho nàng, nhưng nữ nhi bảo bối của mình lại hiểu chuyện như vậy làm ông đau lòng. Không có trải qua đại khổ đại nạn thì không thể nhìn không thể hiểu được những chuyện này. Đây là do ông nghĩ không chu toàn, chỉ lo mở rộng gia sản của thẩm gia. Vân Khanh cầm khăn lau nước mắt, khóc một trận như vậy trong lòng tốt lên không ít, nghe thấy giọng nói của thẩm mậu ở trên đỉnh đầu. Vốn cha còn chuẩn bị tu sửa hoa viên bố trí thêm vài thứ để cho chi phủ cùng tuần phủ giang nam đề cử thẩm phủ. Nhưng lời con nói hôm nay cũng rất có lý, tên của thẩm phủ đã báo lên, ta cũng không thể rút lại, để tránh bị người mưu hại nói thẩm phủ không tôn kính hoàng ân, nếu như không chuẩn bị nhà khác sẽ có nhiều cơ hội hơn một ít. Vân Khanh trong lòng vui mừng, không nghĩ tới thẩm mậu thuận lợi đáp ứng lời của nàng như vậy, phụ thân vẫn luôn muốn cầu phú. Nàng con tưởng rằng mình sẽ phải tốn tâm tư thương lượng một phen mới có thể khiến ông bỏ ý nghĩ này. Kỳ thật nếu là thẩm mậu trước kia, có lẽ Vân Khanh rất khó khuyên nhủ ông. Nhưng trở về sau khi trải qua sóng gió nguy hiểm, thẩm mậu đã có cảm giác cảnh con người mất đối mặt với những chuyện như thế này ông chỉ cảm thấy lòng chua xót. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.